Như thường lệ thì cuối tuần mà được về quê, đầu tiên là chạy ra bờ ngõi liền. Đó, hai như trời ngon lành mà mẹ mình đã bọc kỹ trong bọc. Và nó chín rồi mọi người ơi. Đây là trái thứ hai nè. Đó, trái ổi nhìn là biết tươi ngon rồi đó. Tại vì nhà mình không có dùng phân và thuốc nha mọi người. Nên tất cả đều là đất tự nhiên đó. Nên những trái ổi rất là ngon. Tiếp theo là dàn cóc tươi xanh, trái cực nhiều nha mọi người. Wow. Cả chục cây vậy đó, nhưng mà trái cây nào cũng sai như cây nào luôn. Đó, bẻ vô làm cóc ngâm đường, chấm mắm ruốc. Trời, nghe là thèm. Chạy nước miếng đúng không? Đó, tiếp theo nè. Thằng em mình nè, từ Sài Gòn xuống, ham cảnh quê lắm cho nên về câu cá. Đây, thành quả của nó là một con cá đường hồng rất là to nha mọi người. Đó, tươi không, tươi không, tươi. Rồi, 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 kì, kì này ngon, kì này ngon, kì này ngon rồi. Đây, con cá thắt lát, trời ơi. Con này gần nó ký nha mọi người. Nó đẹp ghê không? Đây, tiếp theo mình sẽ đi cho cá ăn. Đây, một ngày nó ăn 2-3 thao vậy đó mọi người. Đó, ăn nhiều lắm. Những con cá coi tung tăng, lượn vòng khắp hồ. Giờ chỉ mong sao cho em nó mau lớn thôi. Đây là những cái con cá háo ăn nhất của nhà mình đây. Mỗi lần cho ăn nó bay ra khỏi mặt nước luôn mọi người. Nó quậy um sùm luôn. Đó. Đây, những con cá coi sống chậm đây. Rất là bình tĩnh, bình thản. Đây là hai con chó cưng nhà mình nè mọi người. Sáng cho ăn 2 lần rồi mà vẫn đói. Vẫn cầm cái thao rồi ăn đó. Dữ lắm.